Kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Những nội dung nổi bật trong chương trình hôm nay. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp nhà nước tới Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Lễ hội Đền Bảo Hà năm 2024 là dịp để nhân dân và du khách về dâng hương và tưởng nhớ Đức Thánh Hoàng Bảy, người có công dẹp giặc phương Bắc, trấn giữ biên cương. Lào Cai sẽ có mưa lớn trên diện rộng những ngày tới. Các địa phương cần chủ động thông tin kịp thời cho người dân để phòng tránh, ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Sau một thời gian tạm ngừng tổ chức lễ viếng, lễ tưởng niệm để bảo dưỡng tu bổ định kỳ, Lăng Bác được mở cửa vào đúng dịp kỷ niệm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, đáp ứng lòng mong mỏi của đông đảo người dân và du khách. Tin quốc tế, rực rỡ lễ hội diều vào gió lần thứ 47 ở Colombia. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 20 tháng 8, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về đến sân bay quốc tế Nội Bài, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Chuyến công tác nước ngoài đầu tiên trên cương vị mới của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã thành công tốt đẹp trên mọi phương diện, góp phần quan trọng thúc đẩy việc xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược, đóng góp cho hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực và thế giới. Trong hơn 2 ngày làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã có chương trình làm việc phong phú với 18 hoạt động. Trong khuôn khổ chuyến thăm, hai bên đã giao tuyên bố chung về việc tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, đi sâu, xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc. Các bộ ngành và địa phương hai nước đã ký kết 14 văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực. Ngày 20 tháng 8, Sở Tư pháp tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đợt 3 năm 2024. Tại hội nghị, các đại biểu nghe các báo cáo viên giới thiệu một số điểm mới của Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Đường bộ, Luật Đấu giá tài sản, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Đất đai, Luật Nhà ở và các văn bản quan trọng khác. Tại hội nghị, các báo cáo viên còn được nghe một số nội dung liên quan về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực và các quy định của Trung ương Đảng và Chính phủ. Hội nghị là dịp để đội ngũ báo cáo viên pháp luật cập nhật, trao đổi, nâng cao nhận thức về các quy định pháp luật, qua đó góp phần thực hiện tốt các chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước. Từ ngày 19 đến ngày 20 tháng 8, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức liên hoan các mô hình truyền thông phòng chống mua bán người năm 2024. Tham gia liên hoan có 9 đội đến từ các huyện, thị xã, thành phố. Với hình thức thuyết trình và sân khấu hóa, các đội đã tái hiện những tình huống thực tế liên quan đến công tác phòng chống mua bán người tại cơ sở. Cùng với đó là công tác tuyên truyền về những chính sách và dịch vụ của Hội Phụ nữ cơ sở trong hỗ trợ bảo vệ nạn nhân bị mua bán trở về hòa nhập cộng đồng. Liên hoan các mô hình truyền thông phòng chống mua bán người năm 2024 là hoạt động nằm trong khuôn khổ dự án 8 thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em. Qua liên hoan giúp các tổ truyền thông cộng đồng có thêm kiến thức, kỹ năng để áp dụng hiệu quả vào công tác bảo vệ phụ nữ, trẻ em tại cơ sở. Hiện các cấp hội phụ nữ trên địa bàn tỉnh đã thành lập được 426 tổ truyền thông cộng đồng, thu hút hơn 4.000 thành viên tham gia. Nằm trong kế hoạch tổ chức Festival Sông Hồng năm 2024, từ ngày 7 đến ngày 10 tháng 11 sẽ diễn ra hội chợ du lịch quốc tế Lào Cai năm 2024 với chủ đề Du lịch Lào Cai kết nối khát vọng xanh. Hội chợ có quy mô 127 gian hàng tiêu chuẩn và các khu vực phụ cận trong khuôn viên khoảng 5.000 m2 tại quảng trường Đinh Lễ, thành phố Lào Cai. Đây là điều kiện để các doanh nghiệp du lịch trong tỉnh, trong nước và quốc tế trưng bày, giới thiệu, quảng bá các sản phẩm, ngành nghề du lịch dịch vụ và ký kết hợp tác trong lĩnh vực du lịch. Việc tổ chức hội chợ cũng là kênh xúc tiến hiệu quả, kết nối quan hệ hợp tác và thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển du lịch, quảng bá giới thiệu văn hóa con người và hình ảnh Lào Cai đến với bạn bè trong nước và quốc tế. Đến hẹn lại lên, tháng 7 âm lịch hàng năm, lễ hội Đền Bảo Hà với nhiều hoạt động đa dạng, hấp dẫn, để lại những ấn tượng cảm xúc khó quên đối với đông đảo nhân dân và du khách thập phương. Đến với biển đất Tây dòng sông đúng dịp huyện tổ chức lễ hội Đền Bảo Hà, ông Nguyễn Quốc Thái, du khách Hà Nội vô cùng ấn tượng khi được theo dõi các nghi lễ cũng như tham gia các hoạt động đặc sắc của lễ hội năm nay. Tôi hôm nay là cũng rất tình cờ và may mắn. Tôi thấy không khí ở đây rất là náo nhiệt và hoành tráng. Sự chuẩn bị lễ hội ở đây rất là công phu và chu đáo. Mọi người rất là hân hoan. Tổ chức vui như thế này và đón được nhiều khách thập phương đến với cái đền Bảo Hà, cái di tích quốc gia và đã được nhà nước công nhận. Lễ hội đền Bảo Hà năm 2024 có sự chuẩn bị kỹ lưỡng công phu cho từng sự kiện. Cùng với các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao chào mừng lễ hội, các nghi lễ tâm linh như cầu an, thả đèn hoa đăng, lễ chính, lễ rước kiệu, lễ dâng hương mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, tất cả tạo nên những cảm xúc khó quên cho nhân dân và du khách. Thời tiết ủng hộ và nền văn hóa và rất là hay và rất tốt ạ. Còn lễ hội dâng hương rất là tuyệt vời. Vâng ạ, tổ chức quy mô về an toàn an ninh là tốt ạ. Em cảm thấy rất là vui vì được góp sức vào khu du lịch di tích lịch sử của địa phương. Qua lễ hội thì em được hiểu hơn về di tích lịch sử của địa phương và chúng em cần phải tuyên truyền, quảng bá, tiếp tục phát huy những cái truyền thống tốt đẹp này. Lễ hội đã thu hút rất đông đảo du khách ở trong và ngoài tỉnh và đến chiêm bái rồi tham quan và cũng có cái đóng góp để trùng tu tôn tạo tại khu di tích lịch sử đền Bảo Hà. Đây cũng là dịp để thấy được cái chiến tích và công lao của cha ông đã bảo vệ biên cương của Tổ quốc. Và ngày nay chúng ta cũng phải bảo tồn và phát huy giá trị truyền thống của di tích lịch sử để phát triển kinh tế, xã hội nhằm xóa đói giảm nghèo ở tại địa phương. Lễ hội đền Bảo Hà ngày càng thu hút đông du khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan vãn cảnh, chiêm bái, trải hội. Việc tổ chức thành công lễ hội góp phần gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa của dân tộc, quảng bá tiềm năng thế mạnh, thu hút đầu tư vào du lịch văn hóa tâm linh, phát triển kinh tế xã hội địa phương. Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh, từ đêm nay đến ngày 22 tháng 8, Lào Cai sẽ có mưa lớn diện rộng, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất trên sườn dốc và ngập úng tại các khu vực trũng thấp là rất cao. Để chủ động ứng phó với mưa lớn, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Cơ quan Thường trực Phòng chống thiên tai đề nghị các cơ quan, đơn vị địa phương cần theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo thời tiết để thông tin kịp thời cho người dân biết chủ động phòng tránh, ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Triển khai lực lượng xung kích, kiểm tra, rà soát các khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng của thiên tai để xây dựng phương án ứng phó phù hợp, hiệu quả. Tổ chức di rời, sơ tán người dân ở khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn. Kiểm tra, rà soát, triển khai công tác đảm bảo an toàn đối với các hầm mỏ, khu khai thác khoáng sản. Từ ngày 19 tháng 8 đến hết ngày 14 tháng 12, trên địa bàn tỉnh diễn ra đợt cao điểm tổng điều tra, rà soát, xác minh và tập trung đấu tranh truy quét tội phạm về ma túy. Trong đợt cao điểm, cùng với hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức để người dân chủ động tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, các lực lượng chức năng tập trung lực lượng phương tiện tổng tấn công, truy quét tội phạm ma túy, triệt xóa 100% các điểm, tụ điểm bán lẻ, đối tượng bán lẻ ma túy, không để tái trồng cây có chất ma túy. Duy trì hiệu quả công tác cai nghiện, phối hợp lập hồ sơ, đưa hơn 200 đối tượng nghiện các chất ma túy vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, hỗ trợ người nghiện tái hòa nhập cộng đồng, xây dựng địa bàn cấp huyện, tỉnh không có ma túy, qua đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội. Sinh ra và lớn lên tại bản Năm, xã Điện Quan, huyện Bảo Yên, từ bộ tộc nghèo nhưng với nỗ lực và quyết tâm thay đổi cuộc sống, anh Hằng Seo Sinh đã vươn lên trở thành hộ sản xuất tiêu biểu, qua đó tạo sức lan tỏa trong phong trào thi đua phát triển kinh tế trong vùng đồng bào Mông tại địa phương, từng bước xây dựng thôn bản ấm no hạnh phúc. Tôi đi ra ngoài nhiều thì nhìn thấy bạn bè và anh em trồng rất là nhiều, thì tôi học theo, tôi về để tôi trồng. Mà hiện tại như bây giờ thì gia đình tôi đã có khoảng 6-7 vạn quế. Từ 3 hectare ban đầu, sau nhiều lần mở rộng, hiện gia đình anh Hằng Seo Sinh đã có rừng quế hơn 6 hectare, đang cho thu lá và tỉa cành. Bên cạnh đó, anh Sinh còn trồng ngô, lúa, nuôi trâu thương phẩm. Mô hình kinh tế tổng hợp này mỗi năm đem lại cho gia đình lợi nhuận hơn 100 triệu đồng. Anh Sinh trở thành hộ sản xuất giỏi tại địa phương. Trước thì cũng khó khăn, Thế chỉ trồng cái ngô với làm ruộng thôi, thì có lúc thì cũng không có tiền để cho các con các cháu để đi ăn học mà cũng không đủ ăn mặc. Thì từ cái ngày mà trồng rừng thì bây giờ đã được thô lá này, mà nuôi vài con trâu để cắt cỏ nuôi vú béo thì cũng được vài đồng để cho các con các cháu để đi học. Có nguồn thu tốt, ngôi nhà lụp xụp trước kia giờ đây đã được anh Sinh thay thế bằng cơ ngơi khang trang như thế này. Kinh tế phát triển, anh cũng không ngại giúp đỡ, hỗ trợ bà con trong thôn cùng tiến bộ, được cấp ủy, chính quyền đánh giá cao và trở thành điển hình tiêu biểu để nhân rộng. Ngày xưa cũng là thuộc vào hộ cận nghèo, nhưng mà mấy năm gần đây phát triển kinh tế rất là mạnh. Ngoài ra là gia đình làm chăn nuôi lợn, gà, rồi là làm ruộng, nước cũng rất là giỏi, mà kinh tế rất là phát triển. Thì là cũng một cái hộ dân tộc Mông, nhưng mà cũng rất là cái gương mẫu để ở cơ sở để phát triển kinh tế đối với hộ gia đình. Phát triển kinh tế ở địa phương, hàng quý chúng tôi tổ chức đối thoại trực tiếp với các hộ dân, nghe những cái ý kiến phản ánh của bà con nhân dân để có cái giải pháp để phát triển kinh tế. Xã Điện Quan có gần 2.000 ha quế và một số loại cây ăn quả tiềm năng như bưởi, thanh long. Địa phương đang tích cực phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện giúp nhiều hộ dân tiếp cận thêm vốn vay ưu đãi, mở rộng sản xuất, vươn lên thoát nghèo để ngày càng có thêm nhiều hộ tiêu biểu trong phát triển kinh tế như gia đình anh Hằng Seo Sinh. Tiếp tục chương trình, triển lãm ảnh dấu ấn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp với Điện Biên Phủ. Phát hiện xác chiến hạm thời Thế chiến thứ nhất dưới đáy biển. Thưa quý vị và các bạn, sau một thời gian tạm ngừng tổ chức lễ viếng, lễ tưởng niệm để bảo dưỡng tu bổ định kỳ, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã mở cửa đón khách trở lại từ ngày 13 tháng 8 vừa qua. Lăng Bác được mở cửa vào đúng dịp kỷ niệm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, đáp ứng lòng mong mỏi của đông đảo người dân và du khách. Ngay từ sáng sớm, từng hàng dài người đã xếp hàng ngay ngắn để chờ vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong đoàn có những người con đã lặn lội hàng trăm, thậm chí hàng nghìn km để về đây bên Bác. Từ nhỏ thì cũng đã rất là mong muốn được ra lăng thăm Bác. 2 tháng trước thì tôi đã có dịp ra, nhưng mà vào dịp lăng trùng tu. Cho nên lần này 2 tháng sau chúng tôi đã quay về và rất là mong mỏi để được thăm lăng Bác. Mặc dù là dậy từ rất sớm, từ 4:30 sáng thì chúng tôi di chuyển về đây như tâm trạng rất là phấn khởi. Đêm hôm qua là cũng háo hức suốt đêm, mong đến sáng thì được đi về thăm Bác Hồ. Chúng tôi cũng nguyện noi gương Bác để làm ăn, để phát triển xây dựng gia đình và xây dựng quê hương đất nước. Nhiều đoàn khách trong và ngoài nước cũng đã đến viếng Bác ngay trong những ngày đầu lăng mở cửa trở lại, đặc biệt trong không khí cả nước đang hướng về kỷ niệm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, hành trình về lăng Bác lại càng trở nên ý nghĩa hơn. Hình ảnh Bác Hồ luôn là trong trái tim chúng tôi, và chúng tôi sẽ dù yếu, dù công việc thế nào cũng cố gắng để mà đến viếng lăng Bác. Trong những ngày hôm nay là một vinh dự, là một niềm tự hào rất to lớn. Lần thứ 3 con được đến lăng Bác, nhưng mà con cảm thấy là vẫn rất là cảm xúc như lần đầu. Con cảm thấy rất là tự hào và hạnh phúc, và đối với con thì con sẽ cố gắng bản thân con là học tập thật tốt và noi gương theo Chủ tịch Hồ Chí Minh ạ. Đã 55 năm kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đi xa, nhưng hình ảnh và hơi ấm của Bác như vẫn còn hiện hữu nơi đây. Bởi vậy những ngày mùa thu lịch sử từ khắp mọi miền đất nước, những người con đất Việt lại hướng về Bác Hồ kính yêu với tấm lòng thành kính và biết ơn vô hạn. Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên và Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Quảng Bình vừa phối hợp tổ chức khai mạc triển lãm ảnh với chủ đề Dấu ấn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp với Điện Biên Phủ. Triển lãm trưng bày giới thiệu 103 ảnh tư liệu chia thành 3 phần với các nội dung: quê hương gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Đại tướng Võ Nguyên Giáp với chiến dịch Điện Biên Phủ và tình cảm của nhân dân Điện Biên với Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Qua triển lãm nhằm giới thiệu tôn vinh những đóng góp to lớn, tài thao lược quân sự của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tổng tư lệnh của chiến dịch, người anh cả của quân đội nhân dân Việt Nam, vị tướng huyền thoại, người học trò ưu tú xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cuộc kháng chiến chống Pháp và chiến dịch Điện Biên Phủ. Qua đó tuyên truyền giáo dục cho thế hệ trẻ lòng biết ơn sâu sắc đối với thế hệ cha anh đã chiến đấu, anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc. Triển lãm sẽ mở cửa phục vụ công chúng tham quan đến hết ngày 20 tháng 9 năm 2024. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản gửi Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đề nghị xem xét đưa di sản văn hóa phi vật thể nghệ thuật Lân Sư Rồng thành phố Hồ Chí Minh vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Nghệ thuật Lân Sư Rồng là hình thức nghệ thuật trình diễn đặc trưng của người Hoa tại thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh các yếu tố nghệ thuật, múa Lân Sư Rồng còn mang ý nghĩa tâm linh và phản ánh đời sống văn hóa tinh thần của cộng đồng người Hoa. Ba linh vật Lân Sư Rồng đều mang tính thần thoại, đại diện cho mong ước thịnh vượng, may mắn, xua đuổi điềm xấu, thường được biểu diễn trong các lễ hội Tết Nguyên đán, Tết Trung thu. Trước đó, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với Liên đoàn Lân Sư Rồng thành phố và các đơn vị liên quan thực hiện kiểm kê, lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể nghệ thuật Lân Sư Rồng thành phố. Chuyển sang những thông tin quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, Tổng thống Indonesia Widodo đã tiến hành cải tổ nội các chỉ 4 tháng trước thời điểm ông sẽ chuyển giao quyền lực cho người kế nhiệm là Tổng thống đắc cử Subianto. Theo quyết định chính thức, Tổng thống Widodo đã bổ nhiệm 7 vị trí mới trong nội các, gồm 3 bộ trưởng, các bộ luật pháp và nhân quyền, bộ năng lượng và khoáng sản, bộ đầu tư, một thứ trưởng bộ thông tin và truyền thông, cùng 3 người đứng đầu cơ quan thực phẩm, cơ quan dược phẩm và cơ quan dinh dưỡng quốc gia. Đáng chú ý, cơ quan dinh dưỡng quốc gia là đơn vị được thành lập nhằm thực hiện hóa cam kết tranh cử quan trọng của ông Subianto trị giá hàng tỷ đô la Mỹ trong việc cung cấp các bữa ăn miễn phí cho hàng triệu học sinh nước này. Mới đây, Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế ICRC đã đưa ra lời kêu gọi bảo vệ các nhân viên đang làm công tác hỗ trợ nhân đạo trên thế giới. Theo thống kê của Liên Hợp Quốc, 280 nhân viên cứu trợ đã thiệt mạng tại 33 nước trong năm 2023. Đây được xem là năm thảm khốc nhất trong lịch sử nhân đạo thế giới và dự báo tình hình năm nay còn nhiều khó khăn. Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế cho biết các cuộc tấn công nhằm vào dân thường, bao gồm cả nhân viên cứu trợ nhân đạo và nhân viên y tế, đã xảy ra thường xuyên hơn thời gian qua, cho thấy họ đang cần được bảo vệ. ICRC gửi lời cảm ơn tới sự tận tụy của các nhân viên, cũng như kêu gọi sự ủng hộ hơn nữa dành cho hoạt động hỗ trợ nhân đạo mà cơ quan này đang triển khai. Sau 110 năm nằm dưới đáy biển, xác của con tàu được cho là chiến hạm SMS Hawk của Hải quân Hoàng gia Anh vừa được tìm thấy ngoài khơi bờ biển Scotland. Chiến hạm bọc thép SMS Hawk đã chìm xuống mặt nước chỉ 7 phút sau khi trúng ngư lôi của một tàu ngầm Đức vào ngày 15 tháng 10 năm 1914 trong chiến tranh thế giới thứ nhất. Các sử gia tin rằng kho vũ khí của tàu đã phát nổ, khiến 524 thủy thủ và lính thủy đánh bộ thiệt mạng, trong đó có nhiều binh sĩ chưa đến 18 tuổi. Người trẻ nhất thiệt mạng trên tàu là một binh sĩ 14 tuổi. Nhóm thợ lặn cho biết họ không thể thấy thi thể, nhưng có thể thấy những đồ gốm sứ như bát đĩa, tách chén cùng một số thiết bị trên tàu cũng như thiết bị định vị. Lễ hội Diều và Gió thường niên lần thứ 47 đã diễn ra tại thị trấn ở đông bắc thủ đô của Colombia, khiến bầu trời tại đây trở nên rực rỡ đầy sắc màu. Đặc biệt, những chiếc diều không chỉ được thiết kế đẹp mắt mà còn mang theo những thông điệp hy vọng. Lễ hội Diều và Gió được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1975 ở Colombia và từ đó đến nay trở thành sự kiện thường niên ở quốc gia Nam Mỹ này. Đây cũng là sự kiện thả diều nổi tiếng nhất và quy mô nhất của Colombia, thu hút đông đảo khán giả tới dự hàng năm. Năm nay, những người nghiệp dư, chuyên nghiệp và thậm chí là cả trẻ em đều thi đấu ở nhiều hạng mục. Khách mời danh dự của lễ hội năm nay là Trung Quốc, đất nước khởi nguồn cho nghệ thuật làm diều cổ xưa. Thưa quý vị và các bạn, xã Phú Điền, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai không chỉ nổi tiếng bởi những cánh đồng sen, lúa, sen canh mà còn là nơi dấu vết núi lửa để lại, chính là các núi đá nằm giữa đồng tạo nên ấn tượng đặc biệt về cảnh sắc quê hương, thu hút nhiều du khách đến tham quan du ngoạn. Một góc nhìn cuộc sống ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng khám phá vẻ đẹp bình yên với núi đá và đồng xanh ngát ở miền quê Phú Điệp. Quý vị và các bạn thân mến, hình ảnh về góc nhìn cuộc sống đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.